Hello everyone, thank you so much for watching this video. In this video, we are going to learn English. And the English that we are going to learn in this video is we are going to learn how to translate from English to Khmer. Everyone, the text that we are going to learn how to translate to our language Khmer, I have extracted, I have taken from English for Cambodia book 6. That is the English textbook for grade 12 students in the Kingdom of Cambodia for government schools. So thank you so much for watching. Sua sdai nea teng ok nea. Chuk nea sa chit mai mdong tiet hai. Chi mui nang ka rien phe sa ong kle. Nau khnong video ni, yung nang rien om pi ka bo prai pi phe sa ong kle mok chi phe sa khmai. Hai khnum man ban so se បកប្រែខ្មែរបងប្អូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកប្រែយឺតៗដែលបងប្អូនអាចកត់ចំណាំបានបាទហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនបើបងប្អូនរៀនតាមរយៈការសរសេរហ្នឹងគឺវាអត់សូវជាល្អប៉ុន្មានទេវាអត់មានគេហៅថា acquisition វាអត់មានការចេះដល់អត់ដឹងខ្លួនណាបាទអត់មាន acquisition អញ្ចឹងភាសាហ្នឹងអត់ល្អទេបងប្អូនជឿតែខ្ញុំទៅណាតែបកប្រែហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរពេលខ្លះណាបាទ Hi, hello, yung chap down tiếng ok nia. Bad. Marian to bong the knong with only ku yung sắc sam pay unit 3, the trial. The trial. Unit 3, the trial. Bad. Marian tiệm bay, a trial, nâng ka kato. Ka kato, rưu ka ka bak savanaka. Kem the knong luk pin ni, bơ sân chin no knong knap, but man, bong bong trao ban, chim bì sắc sắn 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 Everybody, what can you see in the picture? And where are they and what are they doing? Nhưng dân ai trả lời ha? Yes, I can see a lot of people. And they are talking something about something. Maybe they are at the court. They are having something to hear the court or something. That's it. Chẳng khủ ai xuân chẳng ná. Tại nè khổ nông ní dân bộ prai dọc tài mà đoàn to. By the time Simon had returned to her flat in Cambridge Street, Linda Cross had been arrested at Heathrow Airport. By the time Simon went, Pedal Simon had returned to her flat in Cambridge Street. Pedal Simon man trollop từ tay là quen rồi bỏ niềng với nhau tam đồn vị thấy Cambridge Street. Linda Cross had been arrested at Heathrow Airport. Linda Cross trâu bàn chắp khuôn, nâu ai bởi liên dùn hò, Heathrow Airport. Bạn, chân cả lại ni, dân mưu sẽ cầm phiếp nâng, vì dân mạch đá, mà đoàn tiết. Nâu phê đà Simon bàn trò lọp tờ đọp tờ lọp về nhà bò niên quýnh, nâu ai, nâu tam đồn vị thấy Cambridge Street. Linda Cross bàn trâu bàn chạp luôn nào ai pro liên dân hóa Heathrow Airport. Although the customs officer at the airport had found Professor Martin Green's reliquid in her bag, she refused to confess to anything either then or later. Although the customs officer at the airport had found Professor Martin Green's reliquid in her bag, she refused to confess to anything either then or later. Tu bai chia custom officer, custom officer. Tu chia montrai koi nau ai pralien yun ho. Ban ro khuyn na had found Professor Martin Green's reliquid. Ban ro khuyn. Ba. សារធាតុរាវដែលកម្ររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យម៉ាទីនក្រិនអញ្ចឹងមេរៀននេះបន្តពីមេរៀនមុនណាម្ដងទៀតកន្លែងហ្នឹងទោះបីជាមន្ត្រីកើយនៅឯប្រលានយន្តហោះបានរកឃើញសារធាតុរាវដ៏កម្ររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យម៉ាទីនក្រិននៅក្នុងកតាបរបស់នាងក៏ដោយ She refused to confess anything either then or later. She refused to do something, but the side man prong thua vai mui. Kalai nang, she refused to confess.
Miếng bàn bà đề xa mình prom xa rập hiệp. She refused to confess anything either then or later. Niêng bàn bà đề xa mình prom confess xa rập hiệp. Niêng bàn bà đề xa mình prom xa rập hiệp away nụ tì. Either then or later. Mình tha nâu phêl chạp khu nụ rư cổ khỏi mọc tì. Niêng còn nâu tay mình prom xa rập hiệp ở đây. Look, said the police officer. Mơ này nè. Said the police officer. Mùn trái police mà nhạc bàn này dây. Showing her the liquid. Đôi bằng hai niên nâu xa rập thiệt hiểu nụ. Showing her the liquid. Đôi bằng hai niên nâu xa rập thiệt hiểu nụ. Can you see we've got proof? Can you see we got proof? Proof này dân thè phỏ tàng. Nè mình ai mơ khơi tê rứ thà dưỡng miên phỏ tàng hay nè. Nó bà lì còn dây chẳng á. Nè mình ai mơ khơi tê rứ thà dưỡng miên phỏ tàng hay nè. When asked to make a confession, however, Linda demanded to see her lawyer. When asked to make a confession, however, Linda demanded to see her lawyer. Bà. Bế đây trâu bàn kì sùa nè. Sùa rồi có tiêm tia lại nè ai prime thành chẳng. Bế đây trâu bàn kì tiêm tia ai thua ca confession. Thua ca xa rập hiệp confession. Xa rập hiệp nè. Thua ca xa rập hiệp. Tụ bây chì dàng nào đấy. Linda demand to see her lawyer. Linda bàn tiêm tia. Tôi chụp chì môi nàng mê thì vi rồi bỏ nàng đài. Nè. Linda bàn tiêm tiết tới chuộc chùi mùi nàng mê thì vi rồi bỏ niệm đài. Later, she told her lawyer that any kind of cooperation with the police meant that she respected them, which she certainly did not. Và cõi một tiết nó later, she told her lawyer that niên bàn prap mê thì vi rồi bỏ niệm thè. She told her lawyer that niêng ban prap me thì vi rồi bỏ niêng thè. Any kind of cooperation with the police meant that she respected them. Và any kind of cooperation with the police. Prophet na muối. Cõi một tiết niêng ban prap me thì vi rồi bỏ niêng thè. Prophet na muối này cooperation này ca sẽ hạ protebat ca chỉ muối nâng police chỉ muối nâng police meant that. Miền này thà, she respected them. Miền này thà, niêng kron tay cổ rốt bổ lý bổn nọ. Which she certainly did not. Đà niêng bất chìa. Bất chìa mình bàn vừa tề. Lại nâng này chẳng á. Đà niêng bất chìa mình bàn vừa nụ tề. By the time of her trial, Linda had refused to say anything more. By the time of her trial, Linda had refused to say anything more. Nếu phía đài miền ca cắt tố rồi bỏ niếng, ca bác sao và nàm phí rương cắt đầy rồi bỏ niếng. Linh đá bàn bạc đề xa mình prom này dây ở vấy, tiết nụ tề. Linh đá bàn bạc đề xa mình prom này dây ở vấy, tiết nụ tề. Bây giờ một tố mà tiết. At her trial, however, Linda told the judge and the jury that in her opinion, they couldn't judge her because she didn't respect them. Và nếu ai ca bác sao nà cắt tổ rồi bỏ niếng at her trial, nếu ai ca bác sao nà cắt tổ rồi bỏ niếng. However, Linda told the judge and the jury that in her opinion, they couldn't judge her. Linda bèn prap chào cróm judge này. Linda told the judge and the jury. Jury nâng cả nạ vì nhìn chạy. Linda bàn prap chào trom hơi nâng cả nạ vì nhìn chạy thà. Nó không nông cùng nâng bỏ niếng. Bộ kê mình ai judge. Cái lại nhìn chạy ở đây thì kê là sắp. Cắt tô. Cái lại nâng phải là cắt tô thì có vì nhìn chạy. Xong rạch tô hình chẳng mất nè. Một đoàn tiết cái lại nâng. Nếu ai ca cắt tô rồi bỏ niếng. Tụi bây chỉ chẳng nào cả đấy. Linda bàn prap. Linda bàn prap. Chào cớm hơi nâng cả nạ vì nhìn chạy thà. Nước nông cùng nật bỏ niếng. Vụ kê cứ mình ác cắt tố niếng bàn tê. Because she didn't respect them. Vì pro tài niếng mình cổ rộp vụ kê nụ tê. Because she didn't respect them. Vì pro tài niếng mình cổ rộp vụ kê nụ tê. Vậy đội chú cuốn nhé. Linda kê nâng.
After that, she again remained silent. After that, she again remained silent. Bần tốt vì nụ mốc, niên có bán, remain silent. Rẹ xa phiếp nghiêm ngặt một đồng tiền. Bần tốt vì nụ mốc, niên có bán rẹ xa phiếp nghiêm ngặt một đồng tiền. Linda Grover Judge, however, found guilty and sentenced to 20 years in prison. Và Linda Grover trao bàn cái vị này chạy. Trao bàn vị này chạy. Trao bàn xâm rạch tổ. Linda Grover trao bàn xâm rạch tổ. Tụ bây giờ dàng nào cả đói. Found guilty. Rớt khơi tham miên cầm hộ. Guilty. Đại miên cầm hộ. Found guilty. Rớt khơi tham miên cầm hộ. And sentenced to 20 years in prison. Hai trao bàn cặp tố ở chỗ bọn tình yêu kia dạy bế một phẩy chân nằm. Sentence. Lại nâng cặp tố. Sentence kì chỗ mùi thu nè. And sentenced to 20 years in prison. Hai trao bàn cặp tố ở chỗ bọn tình yêu kia dạy bế một phẩy chân nằm. Của xong này đó, chỗ bọn dù đá nữa. Ta, và to tiền. Simon put down her paper. By the end of this year, Linda will have escaped. She predicted. She's a professional spy, an expert with locks and has powerful friends. Simon ban đặt cái sai rồi bỏ niềng chó. Simon ban đặt cái sai rồi bỏ niềng chó. By the end of this year, và nấu trong chân nam ní. By the end of this year, nấu trong chân nam ní. Linda will have escaped. Linda nâng ban cách khuôn bạc hời. Simon predicted. Simon ban chia co tục. Simon bàn tiếng kia tục. She's a professional spy. Nhiêng cư chia cha rạc cả chân, professional. Cái này nâng nhìn thật đài miên chùm niên. Nhiêng chia cha rạc cả chân đài miên chùm niên mà nẹt. An expert with locks. Chia nẹ chùm niên, expert. Chia nẹ chùm niên chia môi đằng sau. And have powerful friends. Hai nâng miên mật phẹ chia chán đài miên ổng nai tiệt phòng. Then I will be asked to investigate again. Bần tọa mốc nhóm nâng trao bàn kê sna sống ai investigate. Ai sớp xua một đoàn tiệt. It will be a pleasure. Vìa nâng chìa ca sập bài. Pleasure nâng ca sập bài. It will be a pleasure. Vìa nâng chìa ca sập bài. While Simon was silently reflecting, the phone rang. Cả nạc bê đài Simon cũng phung tài thua ca chú lọc bằng trắng. Lại nâng sầm áo sầm áy á. Còn phong tại thua ca cho lo bánh tráng. Rồi còn sầm áo sầm áy đào nghiêm ngặt nâng. Tu rồi sắp có bàn rồ. The phone rang. Tu rồi sắp có bàn rồ. Tỏ hiện vật to màu. Hạ khăn trong cái này. It was Professor Martin Green. It was Professor Martin Green. Vìa cứ chỉ tu rồi sắp rồi bỏ lộ sát cha Martin Green. Have you finished your work in Cambodia, Martin? Ta nẹ bàn bằng chóp ca nghe rồi bỏ nẹ nè khổ nông bộ tế cao một chiếc hai đường nấu mạc tín. Và ta nẹ bàn bằng chóp ca nghe rồi bỏ nẹ nè khổ nông bộ tế cao một chiếc hai đường nấu mạc tín. Simon asked. Simon asked. Simon bàn xua. Not yet. Not yet. Mình toàn bằng chóp nè lại đi. Martin replied. Martin bàn sẽ lại tộp. Martin replied. Martin bàn sẽ lại tộp. But. By the end, I return to London next month. Uncle will have been saved. Thanks to Simon. Pon tai. By the time I return to London next month. Pon tai. Nau pe dai khnyom trolop te kan ti krong long veng nau khai kroy. Uncle will have been saved. Prasat uncle nang trou ban songkruah. Na nang trou ban thai raksa. Thanks to you, Simon. Ô con nẹ kháng nạ, sái, sài mẩn. Ô con nẹ kháng nạ, sái, sài mẩn. So, the translation in this unit have come to an end and we are going to translate another unit. Và chẳng xâm rạp ca bộ prai mê riêng ní chọp ạ. Hay dương nâng châu mê riêng mùi tiệt. Lùm hạp cho nội bì ní tục ai ôn sạch xa nô sớt chứ môi nâng lục cú nạ cú thuê nâng nông thân nạp tòa tàn đó. Cho nội xí ní còn chẳng đái. Và hai xâm rạp chúng phục tì bốn mê riêng tì mùi ní nì dây ẩm phí health hazards cửa thân nạ sốc sốc ập hiệp health hazards cửa thân nạ sốc ập hiệp
chẳng nó không ngờ mình liên nít nhưng mình bỏ bài thế đã xa tại vì chỉ mình liên sạp nè mình liên tìm mối nè unit one protect your baby mình liên tìm mối cà phê thì rượu rồi bỏ nè chẳng mình liên nít nhưng ở bỏ bài thế đã xa thì mình liên listening nè chẳng dương tự tự bỏ bài mình liên mình toát tại mặt đồng bạn đi cứ dương mà bỏ bài unit two nè và unit two Sari's husband nè Mirin tipi, đây là bó Sari. Sari's husband, đây là bó Sari. Chẳng nhóm bộ xùm nô ni, ai đã dương miền bay xùm nô ni. One, why do some people think that smoking is a health hazard? Hát ở vầy bàn chìa mà nô môi chùm nôn kịch thá, ca chút bà rây, cứ chìa ca bòm plan sọc hiệp, health hazard, ca vừa ở cửa thân nạc đó sọc hiệp. 2. Why do some people start smoking? Hát ở vầy bàn chìa mà nụ mùi chùm nuốn chạp đám chụp bà rầy. Đăng tha chụp bà rầy nó mà khôi sọc phía bà. Nó mà cửa thân nạ sọc phía bà. Cho hai đáy bàn chìa chụp. Nè khlác cái chọn sẵn hai chẳng nè. Chọn lôi cái thứ cái kháng là chụp bà rầy nó bàn kháng. 3. Why is it difficult to stop smoking once you've started? Hát ở vầy bàn chìa vì bị bạ đâm bay chụp chụp bà rầy vinh. Nó về đàn nhạc nó bàn chắp, chắp đàm chụp. Hẹt ấy, màu bì vĩ nhiên đấy. Ok, đó. Chẳng dừng mưa ca son tình yên đi. Đừng ọc nế. Son tình yên đi, đôi chỉ miên tù ọng phí cư chèn đá hay nâng số. Số phà, mười ọc sánh phí nâng mến. Và son tình yên đi, cư miên tài tù ọng phí nâng tế. Chẳng dừng chắp đàm bộ bài đừng ọc nế. House, sari, số phá. House, sari, số phá. Ta sari yang mạch hai sổ phá. House sari sổ phá. Ta sari yang mạch hai sổ phá. She's going back to Phnom Penh to live with her mother. She's going back to Phnom Penh to live with her mother. Bà. Oh, sorry, anh khó. She's gone back to Phnom Penh to live with her mother. Nếu bạn trở lọc từ trong Phnom Penh bình hai, nằm bay từ ruộng nấu chỉ môi nằm mặt đáy rồi bỏ niềng. She's gone back to Phnom Penh to live with her mother. Niềng bàn từ lọc từ Phnom Penh vầy hái nằm bay từ ruộng nấu chỉ môi nằm mặt đáy rồi bỏ niềng. She said she'd rather do that than stay here alone. She said she'd rather do that than stay here alone. Niềng bàn thì vậy tha, niềng sọc chặt phương chẳng. Vườn chẳng nâng cứ xùm đau từ nâu chìm mùi nâng, mà đại nâng. Nên ba này dạy tha, nên sọc chặt vườn chẳng, chia chiến nâu tì ni, mà này ai, stay here alone. Đó. Chia chiến nâu tì ni, mà này ai. Và chẳng và hai chiếc ở đây sẽ lạp bát đấy, ở đây trụ và đây khlang phết nế. Và ta, chẳng dừng bộ rạp tỏ tiết. Where's sun? Đó. Where's sun? Ta sun đâu ai nè? Where's son? Chắc ta son đang đâu nè. He died last month. He died last month. Quát bàn sạp bạch hơi cao tì khải môn. He died last month. Quát bàn sạp bạch hơi cao tì khải môn. What happened? What happened? Ta miên ở vầy cả láng. What happened? Ta miên ở vầy cả láng. Wasn't he quite young? Wasn't he quite young? Ta quát mình không mê về tê rứ. Wasn't he quite young? Ta quát mình không mê về tê rứ. Yes, but he died of a heart attack. Yes, but he died of a heart attack. Chà, quát không mê mên. Còn ta quát slap đời xa tại heart attack. Chùm ngữ bẻ đồ. Nó heart attack. Chà, quát không mê mên. Còn ta quát slap đời xa tại chùm ngữ bẻ đồ. Did he smoke a lot? Did he smoke a lot? Ta quát chụp bà rây chả ăn đài được có ớt. Oh, there was no limit. Oh, there was no limit. Limit nâng ca cầm nọt. No limit nâng ớt miên cầm nọt được tê. Chẳng miên này thả chả ăn tôi tại rộp mến. Mình ớt. Chẳng những ai bộ phải ta. Oh, cứ chả ăn rồi hốt đó rộp mình ớt. I know. I saw him just before he died. He looked terrible, like someone addicted to heroin. But I saw him just before he died.
He looked terrible like someone addicted to heroin. Khyom ban khoeng kwat na, I saw him. Khyom ban khoeng kwat mun pe dae kwat slap na. Khyom ban khoeng kwat mun pe dae kwat slap. He looked terrible. Kwat meur teu ku oi khlaj na, looked terrible. Kwat meur teu ku oi khlaj. Like someone addicted to heroin. Đôi chìa, like cái này nó đôi chìa. Đôi chìa nồn na mà nè, đại nhiên, addicted, đại nhiên nam heroin chẳng. Mơ là ba thằng đóng tiền. Cái nhóm ban khơi quạt nè, cứ môn về đại quạt slap nữa nè. Quạt mơ tới cứ cuối khai, đôi nồn na mà nè, đại nhiên nam heroin chẳng. Và tạo chương của tớ, cả bộ đại tiết. If he hadn't had a heart attack, he'd probably have died of cancer. If he hadn't had a heart attack, he'd probably have died of cancer. Prosan ba quat, na. Prosan ba quat, mình miên chung ngữ bẻ đồng tê. Prosan ba quat, mình miên chung ngữ bẻ đồng tê. Quat co pro hai chỉ trâu slap đòi xa chung ngữ mà hà rích đài. Na. Quat probably, pro hai chia. Quat co pro hai chỉ trâu slap đòi xa chung ngữ mà hà rích đài. How long had he been smoking for? How long had he been smoking for? Ta quạt bàn chuộng bà rây nâng ọt thì dạp bìl bọn màn mọc hái. How long had he been smoking for? Ta quạt bàn chuộng bà rây nâng ọt thì dạp bìl bọn màn mọc hái. Oh, for years since he was young. Oh, dù nà hơi. Oh, chẳng chẳng nằm nằm mọc hơi. Oh, for years. Oh, chẳng chẳng nằm nằm mọc hơi. Since he was young. Tăng vì quạt nâu khmê mà lại. Since he was young. Tăng vì quạt nâu khmê mà lại. Bây giờ một tỏ bỏ được tiết nè. Bỏ. Didn't he know it was bad and that he'd better stop? Huh? Didn't he know it was bad and that he'd better stop? Ta quạt mình đăng tê rứ thao vì nâng mình lộ. Ta quạt mình đăng tê rứ thao vì nâng mình lộ. Hai ta quạt mình đăng tê rứ thao quạt nâng cua tại chụp chúa. Well, Sari told him they were poisonous. Well, Sari told him they were poisonous. Cha, Sari ban prap quạt đấy. Tha để thằng đào lừa bà rấy nó cứ vía miên chiết pol poisonous. Cha, Sari ban prap quạt đấy tha bà rấy nó vía miên chiết pol. Mark my words, she used to say to him. Mark my words. Quạt sùng quạt, mẹ đó quạt sùng quạt lừa bịa sùng đây rồi bỏ nhóm mẹ. Niên cứ thua lọt dây tự quạt. Niên cứ thua lọt dây tự quạt cho hắn đo hơi. Niên thua lọt dây tự quạt cho hắn đo hơi. You're spending all your money on poison. You're spending all your money on poison. Nẹ còn phung tay chùm nai lùi. Niên dây thả chẳng á. Nẹ nóng xâm đào lửa vào đây nè. Ai thả bong của bạn đây. Bong còn phung tay chùm nai lùi. Bong càng ơ từ lửa nam phô hơi. Poison nam phô. Nè. Bong còn phung tay chùm nai lùi rồi bỏ bong tiền ớt từ lửa thằng phô hơi. Give me your cigarettes and I'll exchange them for something that's good for you. Né? Give me your cigarettes and I'll exchange them for something that's good for you. Aoi bà rây rồi bỏ bong một nhóm mọc. Aoi bà rây rồi bỏ bong một nhóm mọc. Hai nhóm nâng plak đô vi. Xâm rạp away, đài lô xâm rạp bong vinh. Ôi bà rây rồi bỏ bó một nhóm mốc. Hai nhóm nâng exchange. Lạp đô vi. Xâm rạp ở quay đài lô ở bóng vinh. Và Sari's an intelligent woman. Sari's an intelligent woman. Sari cứ chia sợ trái mà nét đài chlạt. Sari cứ chia sợ trái mà nét đài chlạt. Oh yes. Sun was very proud of her. Oh yes. Sun was very proud of her. Oh, cha. Sun cứ bật chìa miên mô tà nạp hiếp chìa môi nâng niêng nà. Proud of. Proud of. Dân chàm biển năng á. Oh, cha. Sun cứ bật chìa miên mô tà nạp hiếp chìa môi nâng niêng nà. He told me she always used to get top marks in her class at school. He told me she always used to get top marks in her class at school. Niêng bàn prap nhóm thế. Niêng tay tay tụi tôi bàn phần tụ của bọn phật.
quát prap nhom thá niêng tai tai tờ tua ban phần tụ phù nấu con ong nạ rồi bỏ niêng pê để niêng nấu riền bà well you think he'd rather listen to her than smoke himself to death then well you think he'd rather listen to her than smoke himself to death then cha nẹt cất hà quạt nâng sọc chặt đạp niêng chừng chuộc bà rấy luôn ấy là hồ đỏ slap mẹ nè bà nhưng mà to tiết xong thì nâng tay tiết mà toàn cho vậy nè so pa I know but smoking was he hate it nhóm đăng con tay ca chuộc bà rấy nâng viết tư chưa tùm lọp rồi bỏ quạt tờ hơi nè nhóm đăng con tay ca chuộc bà rấy nâng viết tư chưa tùm lọp rồi bỏ quạt tờ hơi he had to resign from his work because of it. He had to resign from his work because of it. Quát trâu tại lia lên resign. Quát trâu lia lên vì ca nghe rồi bỏ quát vì bố tại chuộng bà rầy nâng. Quát trâu lia lên vì ca nghe rồi bỏ quát vì bố tại chuộng bà rầy nâng. But he just couldn't give it up. Còn tại quát cứ bất chìa mình ai give it up. Bỏ bong vì chào bàn mèn. Còn tại quát cứ bất chìa mình ai bỏ bong vì chào bạn men. If I stopped, I'd feel more nervous, he used to say. Bỏ sân bạc nhóm chụp chuộc, nhóm miên ả rõm tha căn tè nervous, hay, nó phay khlai. Bỏ sân bạc nhóm chụp chuộc, nhóm miên ả rõm tha căn tè phay khlai, rồi có nhẹ nhò, he used to say. Nó quát lòm dành chẳng. So the translation in this unit has come to an end. Thank you so much for your watching. Sắm rạp cả bộ primary và tuần này ban cho một đoạn thì mình chọn hai hai ở lâu đi miền sầm nô nhé nhóm bộ prime sầm nô ảnh tịch nhé sầm nô nó dân chăm số tuần nó không nặng tay nhóm bộ ảnh tịch. Why has Sari returned to Phnom Penh? Hai đầu ấy ban chia Sari từ lọp từ Phnom Penh. Two. What caused San's heart attack? Ta ấy đã bằng coi San nước miền chung ngữ bể đồn. Three. Why was San proud of Sari? Had a white man just San and what? Mean more than a peep to poor Sari. Four. Why did she have to resign? He had to resign from his job. Had a white man just got through Lilang, resign Lilang. Lilang began here about what? Five. Why didn't San give up smoking? Had a white man just San, but bong, catch up right in jail. Young and young jam to out of Mac, Jim Wooden look room at group is on, on click. Bạn hãy lùm hạt bằng tổ bằng tổ này cứ tục hỏi ôn và ôn sạch sàn ổn sắc. Ản vọt tổ chỉ mùi nâng lục rưu nạ rưu nấu nông nạ tại mặt đồn. Bạn hãy xâm rạp ca riêng bộ prai ảnh tập bọt phía xa ổng khlê nâu mê riêng này cứ chô mọc đỏ vì mình chọp hai. Hai đâm bay tổ tổ bàn mê riêng phía xa ổng khlê chia bằng tổ bằng tổ tiết xô mô phô ôn công phê chú ý chọi like. Hai nâng subscribe bằng tổ mốc cho lưu rưu cầm đăng phóng đài. Nếu bên nút bóng bóng nâng tổ tổ bàn notification về đẹp nhóm upload mê riêng phía xa ổng khách chia bằng tổ tiền. So thank you so much for watching this video from the beginning to the end. And please like and subscribe in order to get notification when I upload the video related English learning. So thank you so much. Good luck. Goodbye.